Chết chết rồi. Mày đi kiểu gì ấy? Tao bị mù. Ai ơi mà. Anh ơi, cắt cho em cắt tóc. Tại sao tao phải cắt tóc cho mày? Biến. Khi nào ý anh đã đúng. Alo. 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 Có gì nói luôn. Alo thể hiện điều gì? Sách việc. Sếp, cho em xin về sớm 15 phút nhá. Mày nghỉ làm luôn đi. Ờ. Chồng, anh đón con chưa? Không phải đón, cứ để nó ở trường, mai học tiếp luôn. Nhờn với bà. Mồm thối quá, để yên tao ngủ.